51 Story mến chào các quý vị thính giả. Tiểu thuyết Thủy Hử là một tác phẩm trong 4 tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa, thường gọi là nhóm tứ đại danh tác. Tác giả Thủy Hử thường ghi là Thiên Ngại Am, cũng có người cho là của La Quán Trung. Chuyện được viết dựa theo sách Đại Tống Tuyên Hòa Di Sư. Cốt truyện chính là sự hình thành và những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Trong hàng ngũ các tướng Lương Sơn có nhiều tướng giỏi, trong đó điển hình là Ngũ Hổ Tướng là 5 tướng giỏi nhất gồm Quan Thắng, Lâm Xung, Tần Minh, Cô Duyên Trước và Đổng Bình. Trong đó Đổng Bình là người thường ra trận với 2 cây thương và 2 lá cờ. Đầu tiên phải nói xuất xứ của việc đặt ra Ngũ Hổ Tướng, mọi người sẽ nghĩ là Thi Nại Am Nhại Tích Tam Quốc với Ngũ Hổ Tướng Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung cũng bắt đầu bằng người họ Quan. Nhưng thực ra Thi Nại Am Nhại lại sự tích của Chu Nguyên Chương tức Minh Thái Tổ. Chu Trùng Bát Đại Ca cũng đặt ra Ngũ Hổ Thượng Tướng mà không phải những từ đạt, thường Ngộ Xuân quen thuộc. Ngũ Hổ Tướng của Chu Nguyên Chương gồm, Vu Kim Biêu là Trung Nghĩa Tướng Quân Lan Kiều Hổ, Hoa Vân là Trung Dũng Tướng Quân Ba Sơn Hổ, Hồ Đại Hải là Trường Hồng Tướng Quân Việt Giản Hổ, Quách Anh là Ngũ Định Tướng Quân Xuyên Lâm Hổ, Mai Sĩ Tổ là Vi Trấn Quốc Tướng Quân Phi Diêm Hổ. Đây là 5 vị võ tướng tham gia băng đảng cùng Chu Tám ở Vu Kiều Trấn. Trong 5 vị này, có Hồ Đại Hải và Quách Anh là thực sự có bản lãnh. Sau này, hậu thế mới sắp xếp lại, cho Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Đặng Dũ, Hồ Đại Hải và một trong các vị Phùng Thắng, Thang Hòa, Lý Văn Trung. Trở lại với Đổng Bình, vị này gia nhập Lương Sơn rất muộn, gần cuối truyện, khi Tống Giang và Lư Tuấn Nghĩa tranh nhau trước trại chủ, chia quân đánh hai phủ Đông Bình và Đông Sương. Đổng Bình là người quận đảng, phủ Hà Đông, ông làm chức binh mã đô giám dưới trướng thái thú Đông Bình Trình Vạn Lý. Đổng Bình thông minh lanh lợi, có tài sử dụng thương. Ông thường ra trận với 2 cây thương và 2 lá cờ thêu câu đối, anh hùng song thương tướng Phong Lưu Vạn Hộ Hầu nên có ngoại hiệu là song thương tướng. Ngoài ra ông cũng có tài nghệ thuật, thổi sáo đánh đàn không gì không hay. Tống Giang đánh phủ Đông Bình, đầu tiên dùng lễ nghĩa và cho Úc Bảo Tứ cùng Vương Đình Lục đến Đông Bình gửi chiến thư và dụ hàng, nhưng Đổng Bình khuyên Trình Vạn Lý từ chối và giết sứ giả. Trình Vạn Lý không giết Úc Bảo Tứ và Vương Đình Lục nhưng Đổng Bình cho hai người bị đánh đòn. Sau đó, Sử Tiến vì có quen thân một con hát tên Lý Thụy Lan tại Đông Bình nên định vào nhà đó ở tạm để làm nội ứng. Tuy nhiên, Lý Thụy Lan báo lại cho người nhà và quan quân đến bắt Sử Tiến. Tống Giang tấn công thành để cứu Sử Tiến. Đổng Bình đem quân ra sức chiến đấu dữ dội với quân Lương Sơn. Một đêm, Đổng Bình bị Tống Giang lừa đuổi theo, đến huyện Thọ Xuân thì Đổng Bình bị chúng mai phục và bắt sống. Về thành tích võ nghệ, Đổng Bình chưa đánh bại được đại tướng nào của Lương Sơn, chỉ hơn Hàn Thao, Ngang Tử Ninh và Trương Thanh. Nghĩa là về phương diện vũ lực, Đổng Bình không quá xuất sắc để lọt top 5. Thế thì tại sao Thi Nại Am lại dành một suất trong Ngũ Hổ cho Đổng Bình? Ấy là bởi Ngũ Hổ không phải so tài mà so ác. Hổ vừa tượng trưng cho sức mạnh, vừa là biểu tượng của tàn ác. Ở đây Thi Nại Am dùng nghĩa sau cho Ngũ Hổ. Ngũ Hổ Tướng của Lương Sơn là đại diện của các xú tính, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, bất tín. Quan Thắng là quân bất hiếu, tổ tiên là Quan Vũ nổi danh trung nghĩa, bản thân ăn lộc triều đình, vậy mà quay ra hàng giặc. Có thể nói là ô nhục tổ tiên. Lâm Xung là phường bất nhân, sẵn sàng gán vợ cầu quan, thượng đội hạ đạp. Tần Minh là loại bất nghĩa. Tống Giang bày mưu khiến vợ và con Tần Minh bị tri phủ Thanh Châu giết sạch, nhưng chỉ cần Tống Giang đem em gái Hoa Vinh gả cho là hắn quay sang hầu hạ kẻ thù. Hô Diên Trước là kẻ bất tín, sau khi đại bại ở Lương Sơn được tri phủ Mộ Dung cưu mang mưu lập công chuộc tội, nhưng khi bị Lương Sơn bắt sống, Hô Diên liền hàng và trở về lừa tri phủ Mở Cổng Thành. Sau này Hô Diên Trước lại trá hàng lừa tiếp Quan Thắng. Hiếm có vị nào lật lọng nhiều như Hô Diên trong Thủy Hử. Đổng Bình thì có đủ tất cả các yếu tố trên, không chỉ lừa Mở Cổng Thành, Đổng Bình còn đích thân sát hại cả nhà tri phủ Trình Vạn Lý và cướp lấy người con gái của họ Trình. Trong tác phẩm Thủy Hử, Tống Giang đối đãi tử tế với Đổng Bình, thêm Đổng Bình vốn có bất hòa với Trình Vạn Lý vì mãi không dám cưới được con gái của ông ta nên tình nguyện đầu hàng và dẫn quân chiếm Đông Bình. Quân canh cửa không biết Đổng Bình đã hàng Lương Sơn nên mở cửa cho vào, quân Lương Sơn lấy được thành, Đổng Bình giết cả nhà Trình Vạn Lý và cướp lấy người con gái. Ngay sau khi chiến thắng ở Đông Bình, Tống Giang phải đem quân qua giúp Lư Tuấn Nghĩa ở Đông Sương. Đổng Bình góp phần quan trọng khi đánh đuổi được đại tướng của Đông Sương là Trương Thanh sau khi viên tướng này hạ được 15 tướng khác của Lương Sơn. Khi phân ngôi thứ ở Lương Sơn Bạc, Đổng Bình đứng hạng 15, chức vụ mã quân hổ tướng. Ở trận chiến với Phương Lạp, Đổng Bình vốn đang thương nặng ở tay trái nhưng vẫn ham ra trận báo thù cho Chu Thông, nên bị Trương Thao và Lê Thiên Nhuận giết ở ải Độc Tùng. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này.
Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Thủy Hử, bí mật đằng sau vị trí của Đồng Bình trong ngũ hổ tướng. X51 Story xin chào quý vị thính giả. Bài viết này sẽ giải đáp câu hỏi vì sao Đồng Bình, vị tướng gia nhập Lương Sơn muộn, lại được xếp vào ngũ hổ tướng 5 vị tướng giỏi nhất trong tiểu thuyết Thủy Hử. Ngũ hổ tướng trong Thủy Hử bao gồm Quan Thắng, Lâm Sung, Tần Minh, Hô Duyên Trước và Đồng Bình, không phải là sự nhại lại ngũ hổ tướng của Tam Quốc. Thi Nại Am, tác giả Thủy Hử, đã lấy cảm hứng từ ngũ hổ thượng tướng của Trung Nguyên Chương, nhà sáng lập nhà Minh. Tuy nhiên, Đồng Bình, người có tài sử dụng song thương, lại gia nhập Lương Sơn muộn, gần cuối truyện. Ông là một viên tướng tài giỏi, thông minh và lanh lợi, phục vụ dưới quyền thái thú Đông Bình Trình Vạn Lý. Đồng Bình được xếp vào ngũ hổ tướng không phải vì võ công siêu việt mà bởi tài năng và sự đóng góp của ông trong những trận chiến quan trọng ở giai đoạn cuối cùng của cuộc nổi dậy Lương Sơn.